Chào anh em nhá, mình Thính Cung Lục đây. Thì mình vẫn còn rất chi là mới làm cái đợt lăng xê này. Còn rất chi nhiều lăng xê vừa mới làm xong. Đang đợt nghỉ dịch thì mình sẽ tranh thủ mình lâu lắm rồi thì mình không đi câu lăng xê anh em nhá. Thì hôm nay mình đi câu lăng xê. Đi câu lăng xê này, quảng cáo cái bộ lăng xê này của mình nhé. Thì hiện tại cái bộ lăng xê này của mình nó vẫn đứng top 1 của Việt Nam về đắt. Nó là 50.000 trên một bộ anh em nhé. Mà khi anh em mua một bộ thì mình sẽ không giao hàng đâu. Anh em mua, cố gắng mua giúp mình 3 bộ trở lên thì nó mới bỏ công để đi chuyển rồi đóng hộp đóng hiếc các thứ. Đó, thì cái bộ lăng xê của mình thì từ ngày đầu tiên ra đến giờ vẫn là bán đắt nhất và hiện tại thì vẫn không chuyển giá nha anh em nhé, nó vẫn là 50.000. Thì anh em ạ, thì tiền nào của đấy thôi. Mình hiện tại thì vẫn còn rất nhiều, còn tầm mới làm được khoảng tầm 200 bộ. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho mình, nếu mà được thì họ tên địa chỉ rồi mình chuyển cho các bạn. Thế thôi, những cước phí thì nếu mà anh em muốn chuyển phát nhanh hay chuyển phát chậm đến tùy thuộc của anh em. Anh em muốn chuyển phát nhanh thì bảo mình chuyển phát nhanh, bảo chuyển phát chậm thì chuyển phát chậm. Thì cái độ nhạy lăng xê này thì do là lâu rồi mình không đi câu nên là rất chi là nhiều anh em mới vào kênh thì cũng không biết đến cái bộ lăng xê của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video mình đi câu lăng xê để trải nghiệm cho anh em cái bộ lăng xê này nha. Lăng xê của mình đóng cá thực sự thì nó cũng còn do cách dòng nữa. Nếu mà mình dòng kể cả ống bơ hay là cần thì nó cũng rất nhiều ok, không vấn đề gì cả. Anh em khi mà mình chuyển đi thì mình cũng có gửi theo một cái tờ A4 có hướng dẫn sử dụng lăng xê và một chút mồi của mình gửi theo anh em câu thử để trải nghiệm bộ lăng xê của mình. Đó, thì anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho mình. Thì hôm nay mình sẽ đi câu một cần lục. Một cần lục mình sẽ lắp phao vào để mình câu lăng xê và mang theo một cái ống bơ, mình ném ống bơ. Thì ống bơ hay là lục được cũng không quan trọng, mình chủ yếu là mình muốn nói với anh em cái bộ lăng xê này nó rất chi là nhạy thế thôi. Rồi ok, bây giờ thì mình cùng em đi ra hồ trải nghiệm cái bộ lăng xê này. Hello anh em, đây thì lâu lắm rồi không đi câu lăng xê nhá. Hôm nay đi câu lăng xê tiện quảng cáo cái bộ lăng xê, lâu lắm rồi không đi câu lăng xê anh em ạ. Là cái lăng xê ít cũng tự nhiên là ít anh em mới biết đến đó. Chép tàu nhá. Rồi chép tàu này mình mua nó 15.000 hai gói nhá. Lang Nhật luộc này. Hôm nay thì mình không biết là số lượng chính xác nó bao nhiêu, chắc nó khoảng 1 cân gì đấy. Đây là chuối tây nhá. Bài này thực ra thì nó quá quen rồi. Có mỗi cái mồi của mình thì là anh em mình cũng có nói qua, anh em lấy tạm gì để thay thế, ví dụ như kiểu cám trứng đi chẳng hạn, hoặc tính chảo đi. Hai quả chuối tây anh em nhé. Gói mùi bảng của mình nha.
do là quay lao khoai hôm nay không cân nên là khả năng nó hơi nhiều khoai anh em ạ. Nhiều khoai rồi thì hơi nhiều khoai một chút. Ra thì muốn mồi nó tơi thêm một chút nữa thì cho thêm cái mồi của mình với cả chép tàu vào nữa anh em nhé. Không có mồi của mình thì anh em lấy cám trứng hoặc là thính chảo thay thế nhé. Mình đoán lấy chắc là thế nó cũng ổn đấy. Cái mồi của mình nó bán hơi chả phải đắt, 200.000 cân. Cái giờ mình gần như là mình không bán cái mồi nữa rồi thì anh em lấy mấy cái thứ mà mình nói anh em lấy thay thế được. Muốn cái màu mồi nó tơi ra chút thì tí mình nha. Thêm một gói chấp tàu nữa đi. Cả một gói mồi của mình nữa. Tại khoai này là khoai mua về để giữ chữ ăn COVID-19 đấy. Sáng lấy hai củ to quá. Nó hơi nhiều khoai. Hỏi trọng lượng bao nhiêu thì thực ra thì mình cũng toàn là áng chừng thôi, nên là cũng mỗi một lúc trộn thì cũng có bỏ lên cân đâu anh em thông cảm nhé. Thêm nửa gói chấp tàu nữa mới là một cái gói bảy của mình nữa thì ok. Là mồi nó hăng tơi một chút. Nếu như mà bóp thử cho khoai nó biết nó mỏi xem mỏi tay lắm. Lắm rồi nó lại có một video chọn mồi lăn xe này đây. Toàn là chơi lục không cũng ít cái câu rồi. Cái độ gần đây do là mình dịch COVID-19 mình quay lại mình làm kênh nên là nó có nhiều video anh em xem. Không, ăn ngon lắm. Nhưng mà muốn nó tơi ra hơn nên là khả năng mình cho thêm gói chất tàu đấy anh em nhé. Chất tàu là một gói mồi của mình. Móp xong rồi xem nó lên cho hay không. Hơi nhiều khoai ấy. Cái này anh
em trộn làm mồi vê câu đài được nhé. Có nhiều anh em hỏi về tính ủ có câu được lăn xê không, mình chưa thử đâu, nhưng mà nhiều bạn bạn ấy thử lên cá rồi đấy. Nhiều bạn bạn ấy lấy mỗi tính ủ với cam trứng thôi, bạn ấy trộn đánh lăn xê cũng khá hiệu quả nha. Anh em xem video thì cố gắng xem cái bình luận ở dưới của các bạn anh xem người ta làm như thế nào, đôi khi không cần hỏi cho vào. Về cái câu hỏi của mình định hỏi có khi là người ta đã hỏi rồi thì mình trả lời luôn ở bên dưới rồi đấy. Và những cái video với những cái câu hỏi lặp đi lặp lại 6-7 lần. Mùi như này là ngon này anh em này, ngon lắm. Khả năng là thôi, không cho thêm cái gì nữa. Thích đấy. Cái mịn nó nhất, cái mịn nó ok. Muốn nhiều thì cho thêm thôi, chắc là mình đi mình để cái này. Muốn trộn bỏ ngăn đá ấy, thì anh em phải trộn tơi nó ra. Đây là trộn đi câu thì anh em để trộn như này. Dầu cho thêm một chút nước nữa là chiến thôi. Trôi chép. Trôi chép anh em nhé. Đôi khi vẫn dính chấm cỏ, nước nông thì vẫn dính cả mè. Cái này hơi dẻo anh em ạ. Mà muốn câu như này là phải thêm nước nữa nhé, là thêm nước hồ nữa. Mày mà ném xuống để nguyên như này mà nắm chặt, mày mà ném xuống chắc là phải 40 phút mới tan quá. Cái mồi câu lật xê yêu cầu anh em càng nhanh tơi thì càng tốt anh em nhé. Xuống mới nhanh vào mùi cá, mới nhanh vào nó ăn được. Mình cũng khá lười trộn cái mùi lăng xê này đấy. Đây là trộn thì đa số cứ trộn nhiều đấy, xong là không câu hết thì cho vào ngăn đá, bữa sau đi câu đỡ phải trộn. Tính lười nên là ra phải thêm một gói chất dầu với lại một cái bảng mình nữa anh em nhé, cho nó nhiều lên một chút. Thì ra khoai với cả chuối như thế là ổn rồi, ít khoai thêm tí nữa cũng được, nhưng mà đây nó hơi nhiều khoai, khả năng là hơi nhiều. Mình cho thêm một gói chất dầu với gói mồi của mình nữa anh em nhé. Anh thành 3 gói chất dầu này. Như này là được rồi, cũng được rồi anh em ạ. Nhưng mà mình tiện thì mình cho thêm. Để nhớ mà
câu không hết đấy. Mình bỏ vào ngăn đá để hôm sau mình câu tiếp để đỡ bị trộn anh em. Cái gói này thì mình có gửi theo lăng xê đấy, theo lăng xê để anh em câu thử. Tơi ra như này thì mình sẽ được thêm một cơ số cục lăng xê nữa. Cái này đánh trôi như chép như vậy cho anh em. Đa số là trôi nhé. Mỗi bảng của mình thì đa số là trôi thôi. Rơi vào khoảng được 10 con. 10 con thì nó phải rơi vào khoảng tầm 7 con là con 7 con trôi đấy. Thế con nó khoảng một đôi chép. Chấm nhà mặt ví dụ thế đi anh em. Thì lại là chuối với mồi của mình chủ yếu thiên về trôi thì nhiều hơn anh em. Hướng dẫn bà con này. Đấy, cho thêm đồ và nhìn mồi nó tơi hẳn đúng không em? Nhìn mồi nó tơi không cục nữa. Ra hồ câu và thêm nước hồ nữa cho nó phù hợp là ok thôi. Thêm nước thì mới câu được anh em nhé. Thì lần này anh em mà ăn chừng tầm gần một bát con nước cho mình. Ok. Khoai cái này vẫn thừa tí mình ăn nốt. Đánh lăng xê thoải mái, bét nhè thừa để về bỏ ngăn đá. Rồi, ok anh em. Vừa ra đến hồ anh em nhé. Đây anh em nhá.
ông em ông sửa của anh ấy, bây giờ thì mẹ còn nay em sửa thật luôn không còn mới thì ra nó là cái chủ nhiệm là mua được anh ấy được không cũng kiểu đang không liên quan đến nữa. Một cục anh em nhé. Thank you.
Tao để nông quá rồi. Đen vãi. Mất phao. Ok anh em, chờ xem có gì không nha. Đây là cái hồ câu hôm qua đây anh em. Hôm qua mình review cho anh em xem 100.000 của cả ngày đấy. Đấy, bằng cho câu lục thôi nhưng mà đi lắm lăng xê anh em nhé. Đây hồ này người ta cũng khá dễ. Xin nhắc lại một lần nữa, đây là trường cao đẳng công nghệ cao quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Anh em nào đừng bao giờ anh em nào hỏi lại mình thêm là xin cái địa chỉ hồ này nữa nhé. Bởi vì mình nói quá nhiều rồi, nhưng anh em mà xin cái địa chỉ hồ ấy, thì thực ra là anh em không xem video, anh em chỉ tua đến cái chỗ có cá này là nó mất hay à. Anh em đừng xin lại cái địa chỉ hồ này nữa nha. Ok. Thực ra thì nắm kiểu gì nắm thôi, nhưng mà quan trọng nó phải có nước leo. Nhìn lúc đúng lúc vừa nãy nó tăm nó vào nó sụp nhỉ, gần nhỉ. Zít kinh phết, zít kinh phết đi. Đầu tiên là nó nhấm. Em cho cái cục, em cho cái cục nó tròn tròn lại. Đây tạo nên sự khác biệt. Cục tròn xuống thì nó nhìn nhiều rồi nó quen rồi. Anh em cho cục méo. Cho cái đấy vào thì cái nó trắng cám gì cả. Để ra xuống lưỡi câu thì xuống nước nó nổi lên, con cá nó vào ăn mồi thì nó hút cái lưỡi câu vào trong mồm. Lập lờ. Nói Linh lại vậy đi, Linh nó có nước lèo. Rồi. Anh em ơi, không biết là dính cái con gì đấy, chắc là cá bé thôi. Chắc là rù phi à? Không thấy động tác gì. Ôi là cái gì này? Ôi cá chim à? Ôi. Anh em ơi, đụng một con cá chim to vãi đái luôn này. Đây cơ. Đây anh em nhá. Một con cá chim đầu tiên nhá. Ôi giời. Thôi thả luôn đi. To vãi chửi anh em ạ. Cá chim kiểu gì này? Không khéo lại chim con. Ôi giời. Trôi con. Đấy anh em. Ôi giời ơi. Cá này thì thả vào túi bóng hay thả vào đâu đây anh em? Một con trôi đầu tiên.
túi đựng cá không khéo nó chui rẻ ấy. Không lôi như người lớn à? Anh em ơi, được 10 phút rồi được 2 con nhé. Đấy anh em, cái giá 100.000 thì nó chỉ có thế thôi anh em ạ. Trông ngóng gì ở đây, đúng không? Nhưng mà hôm qua ba cái thằng khu kia nó câu cả ngày mới được có một con bằng này. Mình đấy mới 10 phút được 2 con rồi, đúng không? Đấy vật tạm được hưởng hay không? Không cần phải lắp đâu, đưa cho Linh. Đây chả cá. Đó, anh em thấy cái lăng xê đóng nó phê không? Quá phê luôn. Bỏ túi. Cái nào rồi gì rồi chốc túi. Cái lăng xê nó đóng vãi cả trưởng. Anh em 15 phút 3 con này nhá. Nặng không? Lùi như thế này. Đã nhìn thấy cước vẫn căng căng kia, nhẹ củ quần què. Bé sao mà quấn tít thế? Hay là nó đổ bờ? Hay bung rồi? Có cái nào bung rồi không nào? Úi rồi ôi. Con thứ tư, ồ thôi, ăn chun. Ê, giẫm chân đi em. Thế nó mới gấu, lúc nó đang thu tiền mà nó kéo. Không có kìm đâu, hình như là không có kìm. Anh buộc cái dây đấy. Đấy, nhấc cái này ra. Anh em mà thấy cái bộ lăng xê của Thính Công Lục đóng nó có vãi trưởng không anh em? Câu một cần thôi nhưng mà ném trộm một cái ống bơi anh em nhé. Đừng nói với chủ hồ đấy, chết đấy. Vụ này chỉ anh em mình biết thôi. Vào khoảng vài chục nghìn người xem video biết thôi, chủ hồ không biết đâu nhé. Bà Vân đang hân hạnh tài trợ chương trình này thì ăn chú luôn. Lúc Vân ra lại con cá đang ở trên bờ đây mà. Ồ. Chun rồi. Thôi để đấy mang ra thả đi đã hưởng không? Đây kìm đây này, kìm lên Vinh. Đây anh lúc này tiếp bụi cây này cho thế nào không biết, hình như Vân thì đấy cái dây này đấy nó lên xong rồi thả xuống ném ra đấy người ta nó mới không biết. Nếu không phải là mình sợ mà mình giấu đi để cho người ta không biết là mình được nhiều cá thôi anh em. Còn mình sợ gì đâu. Đây là kim cá vàng. Kim vừa đâu rồi?
cặp với lưng. Trời. Wow. Nhắm mắt ra xa. Cần câu hôm nay mang đi như kiểu để đi nhé. Chơi sao ấy. Cá nhỏ thôi, cá nhỏ thôi. Ê, ôi Tâm nhìn nhìn Linh kéo Tâm kìa, nhìn kìa. Hay là nó cuốn mắc túi bóng rồi. Con, chưa con. Như kiểu là lúc quế nó mắc túi bóng sao? À, chơi con. Cá vực. Thôi, thôi bỏ đi. Này mang cái cần đi để hú họa sao anh em ạ? Ném cái ông bơ thì ném chỗ nào chết chỗ đấy. Có khi nào sợ nó mắc vào mấy cái cây ở đây không? Cần không quan trọng anh em ạ, quan trọng là cái lăng xê thôi. Ống bơ hay là cần không quan trọng. Bình tĩnh, mắc cây rồi. Ôi mắc rồi. Xuống đây. Đây, vớt được, con to lắm. Đứng xuống cái cây. Nhìn thấy đâu mà hớt. Từ, để anh nhá. Phun ship đâu. Đấy anh em nhá, chui gấu nhưng mà nó đang bị mắc vào cây. Đang phải lội ra. Chui gấu anh em ạ. Ngược kia. Đây cái vớt đây anh Tuấn. Anh ấy nhả cước ra. Nó bị vướng cái cành rồi. Từ, để em cầm cái cành này. Để em cái này. Anh đằng nào ướt anh bẻ cái kia đi. Không gãy được đâu, cành này rắn lắm. Ui. Rồi. Rút mẹ con. Ở lên đi. Đây anh em ơi. Để lấy luôn đi, giữ mà cho quay ngang điện thoại ra. Đây. Quay. Đây. Đặt xe nha. Đóng vào mắc cây vẫn ăn hàng nha anh em nhá. Chạy thoải mái luôn. Kéo nó dễ phạch đấy anh em. Ông tụt xuống phát bình hết cả đít. Ủa. Ôi thôi. Em thấy mắc cái gì vậy?
tìm hàng thì cái gì đúng thôi, mẹ cũng cùng cần câu, cũng cùng người đi câu ấy. Được, có mùi này là một lần xe được mà. Tốt lắm. Nhưng mà nhá, em ăn tất cả các loại lương khô Việt Nam mấy loại rồi, nhưng mà chưa có loại nào mà ngon bằng cái lương khô nội địa Trung Quốc. Anh em tươi sáng nhất hồ rồi. Hồ làm gì còn ai nữa đâu. Bởi vì hồ bây giờ không còn ai nên là mà mình sáng nhất. Hôm qua thì tranh nhau ngồi câu đùa chán. Này có hai ông cu con móm về rồi. Quấn kỹ thế, quấn đéo đâu, để đấy thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, tôi ăn lột. Quấn nhanh không lỗi chạy làm gì. To. Ôi gấu. Ấy là, ôi, rắn như rất chó này. Ôi, đứt, đứt, đứt. Đủ này vượt sao? Chép. Chép thì ngoan là trôi, trôi, trôi. Trôi, 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 trôi. Ui, vào mồm ngoan như cho con quá. Ôi, thôi. Ấy, ấy đi, vướng cả dây của thằng nào nữa. Vướng cả dây của anh. Thằng nào? Ui giời. Thằng anh mày chứ thằng nào? Thả xuống. Ôi, thế đéo nó chạy được ra tít kia nhỉ? Nó chạy vào. Ôi, được con trôi gấu, ngon. Nó lùi vào quá. Quá gấu luôn. Mày đóng vào bao nhiêu rưỡi nhé? Ôi, nó đóng như này. Ui, ăn cả vào mắt mà tại sao rất ngoan thế? Ôi dồi ôi. Ôi thôi, đằng xê quá gấu. Tao gồm gỡ nhá. Vì thế nó lôi mũi. Anh em ơi, hôm nay mang cần đi nhưng mà nó lại không ăn cần anh em ạ. Nó toàn ăn ống bơ thôi. Đám một cần một ống bơ. Thế mới lại hay chứ này. Cần ấy quấn cẩn thận, nó mắc ống bơ. À quên. Được rồi chứ. Cho con cá ra đã. Cho lột túi. Anh em mình vẫn chưa được cá đâu nhé anh em. Có được phao nó ngả nằm trên mặt nước này anh em. Lôi à, chuẩn bị lôi này, chuẩn bị lôi cá con rồi, sợ cá con rồi. Cá con này anh nghĩ lại chim hai ngón tay đấy lại thụt đấy. Đây rồi anh em, hai con cá chim. À, con này về thả bể. Một con thôi anh em, cá này thì ăn cái gì? Về thả bể ấy. Thả bể ăn mẹ cá vàng ngoài. Ăn làm sao được? Có đuổi cá vàng cái gì? Thế thì thả luôn xuống hồ. Không thả luôn. Ôi, thả đi. Thả con sẵn sắt, bắt con cá rô. Thả vào đây thì chưa? Ờ, thôi được mang lên. Hai ngón tay. Lại cá chim. Được, ăn được. Chứ gì, con này ăn được á? Được. Tính con này chắc là hơn 10 con rồi anh ạ. Mắc chưa? Cá lôi mắc vào đây chứ à? Ra rồi. Nhấc thẳng quấn, nhấc thẳng lên.
Đây hồ 100.000 thì cá thế thôi, cá thế này là to rồi được. Đấy, trôi. Ai đó, ai đó, ai đó. Linh chèm lém đấy. Trôi nổi hả? Ấy là lăng xê nhá, lăng xê đóng thì thôi rồi anh em nhá. Cuốn máy, cuốn cước đi gì mà căng. Bình tĩnh thôi. Không phải lưỡi đấy, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Không có lưỡi này là không tuột. Mày rồ à? Hết luôn đi. Cận dòng cá rất kém nhá này, cần cứ ngả xuống. À. Chưa kịp giết máy đã túm lôi lên luôn rồi, đùa chán. Không thấy cảm giác câu gì cả. Đúng rồi. Đấy, anh thấy chưa? Linh ném nó khác. Khác hoàn toàn luôn. Đấy, lưỡi của chủ đấy, chủ. Úi, chủ nào, đi, chủ nào. Tí nữa đi ăn chun. Kìa. Đúng là nó có tí nước lèo nó vẫn hơn. À, lần sau đi câu thì cứ sáng dậy cứ làm tí nước lèo nhé. Cho con cá ra trước để cho Hưởng nó gỡ lăng xê sau. Chưa kịp giết máy rồi. Giết rồi. Giết được tí. Giết được tí. Cái này cái tiếng làm có cái này. Tiếng làm con thì lâu quá. Đây đây. Đây để anh lấy túi cho. Cắt nghiệp. Không ạ. À, xương chỗ này nó cứng lên rồi, nó xương phải đắt rồi đây. Anh em nhá, ở đây thính câu lục đây nhá. Câu lục nhưng mà linh rồi. À, lăng xê thì còn rất nhiều, anh em lấy đi ủng hộ đi. Ôi trời ơi, chưa kéo miệng rồi. Năm chục con. Anh em thấy có phơi không? Xoắn này tít thò lò ở đâu kìa. Xoay cần là được. Ê, cẩn thận lôi cả cục lăng xê đi giờ. Có người. Được rồi. Trôi nhá, phải yểm bùa đi, yểm bùa nó mới lên trôi. Rồi. Chỗ đấy là lại con trôi giống lúc nãy đấy. Rồi bắt con to gấp đôi nhá. Mày xả máy đi cho nó chạy nào. Đéo chạy. Lên rồi, trôi. Em xả máy nó ứ chạy rồi. Thôi, lên đi. Rồi, không cho chạy nữa rồi. Bình tĩnh thôi. Thôi, ngoãn. Nhóc vừa thôi. Nó hoặc pha nó rách mép rồi, bung nó mất đấy. Cái gì này? Máy không lên, con trôi cân hơn cân mà không? Nó chạy khỏe đấy. Vừa. Quấn vào. Đây. Đấy, nổi rồi. Cái zip đòi trước thế. Vả nó
Ô, con này nhìn đỏ chót nè. Ui, sâu lắm. Sâu à? Rồi, đứa thuốc mình đâu rồi? Đóng ngập cả mồm, không như thế lưỡi đâu. Đéo cái lưỡi, đéo cắm lợn. Đứa thuốc này ngay cái ấy. Thằng gỡ này như này. Lại như thế thôi, để anh xuống anh gọt lên. Vẫn dùng con vừa rồi. Chủ hồ không nhìn thấy gì nhá, chủ hồ không nhìn thấy gì nhá. Ba anh em độc bá cái hồ 100.000 đây anh em nhé. Một cần ném một cần lăng xê và ném một cái ống bơ. Thì hôm nay thì ống bơ thì được nhiều. Hồ 100.000 câu thế nào chả có lãi. Anh em đừng nghĩ cái hồ này cá dễ câu nhá anh em nhá. Hôm qua có 15 cần, hôm qua là ngày chủ nhật, hôm qua mình quay video. Quay cái video mà hôm qua nổ địa chỉ ba hồ câu đấy. Hôm qua 15 cần móm tất anh em nhá. Anh em đừng tưởng cái hồ này dễ câu cá nhá. Không dễ đâu. Chỗ này còn chắc khoảng chục cục lăng xê nữa đấy anh em. Câu bét nhè hết đâu, trộn tận đấy mồi đi câu nó thoải mái lắm. Kể cả anh em đánh ở đây là gọi là đánh 2 cần đến 1 cần nhưng mà một cái ống bơ. Thì nếu mà anh em đánh khoảng tầm này 3 cần 4 cần thì vẫn ok, chẳng sao cả. Đây là anh em đi câu sông thôi, còn câu hồ thì thôi khuyến cáo 1 cần thôi anh em nhé. Đó, anh em ném trộm một cái ống bơ cũng được, ok. Đó. Đây là bộ lăng C của mình đây. Anh em thấy đóng nó chỉ là nhạy không? Anh em nào lấy lăng C nhá. Anh em nào lấy lăng C thì làm sao hưởng? Anh em lấy lăng C thì comment ở dưới nhá, hoặc là gọi điện vào số điện thoại ở trên kênh nhá. Số điện thoại trên kênh thì ít bạn biết lắm. Anh em nào lấy lăng C cứ để lại số điện thoại mình alo anh em nhá. Mình chuyển phát ít nhất là 3 bộ trở lên. Ok anh em. Ờ, thôi rồi. Mày ăn chun rồi. Nó lôi, nó lôi giật rình tít đây. Đấy, lại tiếp tục bây giờ. Ừ. Nhấp nhá, nhấp nhổm. Rồi hay cũng không lâm lại chia dài đã chưa? Chưa nhỉ? Nhiều giải nhất, nhiều cá nhất sẽ được lợi rồi. Anh em thu đồ đi về anh em nhá. Không cái dạng nào thì cái dạng nào. Đang yên đang lành thì cắm mảnh sành vào chân. Kết thúc buổi câu tốt đẹp anh em nhé.
đây cả. Đây là cô em nó đang rửa cước thôi anh em nhé. Không, con này 2 cân, tất cả 6 con này thì 2 cân 5 lạng con thôi. 6 cân. Thôi, thính câu lục chào các cụ nhá. Hẹn các cụ ở video sau. Anh em tôi đi về đây. Nhìn nó cũng ra gì đấy, không phải vừa đâu. Ok anh em bà con, chim cút. Hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau nhá.